Và kiếp sau đây con xin giới thiệu ông Chánh sẽ là người nói đến lời cảm ơn đức cha, quý khách và quý ân nhân đang hiện diện ở đây. Trong kính đức cha Chánh Gioan, kính thưa cha quản hạt gia kiệm, quản kiệm giáo họ Sóc Lu, cha cố mắt cô huyên đặc đáp giáo họ chúng con. Kính thưa quý cha, quý thầy, phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chức ban hành giáo giáo xứ, kính thưa quý vị ân nhân, quý khách cùng quý ân nhân của các em thêm sức hôm nay. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, con xin thay mặt cho ban hành giáo và bà con giáo dân trong họ Sóc Lu dâng lên đức cha, quý cha và quý khách lời cảm ơn chân thành của cộng đoàn chúng con. Rồng kính đức cha, cách đây 3 năm đức cha cố Du Xê đã về thăm cộng đoàn nhỏ bé là giáo điểm Sóc Lu bấy giờ mới hình thành. Hôm nay đức cha lại thương đến thăm viếng một bộ và ban phép bí tích thêm sức cho đoàn con bé nhỏ nhất giáo phận. Chúng con liên tưởng đến hình ảnh vì một vụ mục tử bỏ một đoàn chiên đông đảo để tìm những con chiên ở xa đàn. Chúng con tin rằng cộng đoàn Sóc Lu sẽ trở thành cộng đoàn chứng nhân đức tin và truyền giáo như lòng đức cha mong muốn. Bởi đi đến đâu đức cha vẫn muốn thực hiện được điều Chúa Kitô trao cho các tông đồ là loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất. Xin đức cha chúc lành để cộng đoàn chúng con được hiệp thành chung với tất cả các xứ họ khác để cùng hiệp nhất tham gia và thực thi các sứ vụ như giáo phận mong muốn. Chúng con không quên ơn của cha cố Mắc Cô, người đã khởi sự xây dựng con cộng đoàn Sóc Lu nơi đây còn tồn tại và phát triển, thì còn những trái tim mến cha cố và cộng đoàn luôn ghi nhớ công ơn ngài. Chúng con tri ân cha quản hạt Đa Minh, quản nhiệm giáo họ Sóc Lu và quý cha phó giáo xứ Ninh Pháp. Quý cha luôn đồng hành với chúng con trong đời sống đức tin và chăm sóc mục vụ cho chúng con rất chu đáo. Trong đó có thầy phó tế Du Xê là người thường xuyên giúp giáo họ chúng con. Xin tiếp tục giúp chúng con trở thành một gia đình của Thiên Chúa. Chúng con xin cảm ơn quý cha đồng tế, quý thầy, quý dì, quý ban hành giáo và các giáo xứ lân cận, quý khách, quý ân nhân xa gần đã đến bớt thời gian đến cùng hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện cho giáo họ việc làm Sóc Lu chúng con. Xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người. Đặc biệt xin cảm ơn mọi người trong giáo họ đã góp phần làm nên những thành quả của ngày lễ hôm nay. Trong việc tổ chức chúng con còn vụng về thiếu sót, xin đức cha, quý cha và mọi người lượng thứ. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Cộng đoàn chúng con xin dâng lên đức cha những cánh hoa tươi tượng trưng cho tấm lòng thành của tất cả mọi người Sóc Lu chúng con. Xin đức cha thương nhận. Con xin chân thành cảm ơn.